Kem sửa nhờ 8 năm, 80% người Việt Nam sử dụng. Chào các bạn, có lẽ bây giờ vẫn nhiều bạn đang phân vân là không biết đi lựa chọn đèn 2 bóng hay là 3 bóng để phù hợp với diện tích căn phòng đúng không? Ở Việt Nam thì các căn phòng tắm thường là từ 2m2, 4m2 và 6m2. Với các căn phòng từ 2 đến 4m2 thì các bạn nên sử dụng loại đèn là đèn 2 bóng. Và đối với các căn phòng từ 4m2 trở lên cho đến 6 thì các bạn nên sử dụng loại 3 bóng. Tuy nhiên thì đối với đèn 3 bóng các bạn có thể tắt và bật sử dụng một hoặc hai bóng. Nên là đối với căn phòng 2 hay 4m2 đều có thể sử dụng thoải mái. Chẳng hạn như là trời rét quá thì các bạn có thể sử dụng cả 3 bóng. Hoặc là trời se se lạnh thôi thì các bạn có thể sử dụng một bóng hoặc là hai bóng. Và đối với các căn phòng chẳng hạn như là từ 6m trở lên thì Hans còn có một loại đèn là đèn 4 bóng. Vì vậy các bạn hãy xem xét xem là căn phòng diện tích nhà tắm của mình là bao nhiêu để sử dụng cái loại đèn cho phù hợp. Và bây giờ mình xin chào các bạn và mình sẽ gặp lại các bạn trong video lần sau. Kem sửa nhà tắm 80% người Việt Nam sử dụng.